mẹ nên để chị Thúy Kiều nằm nghỉ tại lầu Nguyễn Bích rồi mới về sẽ tính sao à? Chứ chị ấy nói mê sẵn, con nghe con sợ quá mẹ. Hay à con, em lên tỉnh nghỉ đi con. Đi đi. Mình để em mình coi chừng. Thang phận trên lầu khiến cho lòng ta xao xuyến, dẫu cây cỏ cũng phải động lòng chắc ẩn. Vén châu lộ ngọc hỏi người dẹp cháu có chịu sanh cùng ta chăng? Lần đầu tiên được người thông cảm, lòng thiết như đang mở hội hoa đăng. Cánh hoa đang rơi giữa sóng thép gió gầm, đang hy vọng một cánh tay cứu hoa. Hay, hay lắm. Nếu thế thì sở khanh này sẽ giải thoát cho quý vị. Hả? Chân nhân là sở khanh là... Dân. Ta là sở khanh, còn nàng? Dạ, thiên tân gọi dương Thúy Kiều. À, Thúy Kiều. Nếu anh hùng thật tâm thương liễu dược, khắc cốt ghi lời ân sâu nghĩa đằng. Thiết nguyện ngắm dành kết có về sau, sở vui hùng anh đến khi hơi tàn. Tháo cùi sổ lòng, sở khanh này đủ sức 400 lượng vàng.
canh à đây không có thiếu à. Nhưng tiền bạc không thể cho cái lũ lường gạt gái. Nếu như chàng chẳng có tiền trâu, thiếp làm sao thoát khỏi lầu xanh. Trong tam thập lục kế, chàng chọn kế nào? Dĩ đào vi thượng sách, ta sẽ dẫn nàng chạy trốn. Trốn à? Đúng. Không đâu, thiếp phân vân quá. Đừng phân vân, cũng đừng chần chờ. Không, dịp mai không thể đến hai lần. Nào, hãy cùng ta phóng chạy. Hãy chạy mau, hãy chạy mau. Mai mốt đưa. Cái gì đâu.